đến 19 giờ tối qua liên quan đến vụ xe ô tô khách tông hàng loạt xe máy. Ngoài nam thanh niên 21 tuổi ở Tiền Giang tử vong, còn có thêm một nạn nhân bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng tử vong. Đó là anh Nguyễn Duy Khánh, 34 tuổi, ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An. Trước đó vào chiều qua, ô tô khách mang biển số 63B00063 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về Long An. Khi xe vừa đổ dốc cầu Bến Lức đến ngã tư Bình Nhật thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì tông vào hàng loạt xe máy tại ngã tư này. Sau khi tông vào hàng loạt xe máy, chiếc xe lao vào lề bên phải rồi dừng lại. Tại hiện trường có 8 xe máy bị ngã, đồ đạc của các nạn nhân nằm rải rác trên vệt di chuyển của ô tô khách gây tai nạn. Hậu quả khiến cho anh Nguyễn Duy Khải, 21 tuổi, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu và theo thông tin vừa cập nhật, trong số các nạn nhân thì anh Nguyễn Duy Khánh ở huyện Bến Lức, Long An đã không qua khỏi. Sau khi xảy ra va chạm giao thông, tài xế xe chở công nhân đã đến công an huyện Bến Lức trình báo sự việc. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực cầu Bến Lức bị tê liệt, ùn ứ nghiêm trọng kéo dài nhiều km.